Chị thấy không em? À, tính chúng ta con này hả? chúng ta ghi nó là phân phân một ha, phân một, phân một cái loại pha của nó là compartment. À, phân một loại pha của nó là chỉ là compartment. Bây giờ cái vách sau của phân một chính là vách trước của phân máy, cho nên đây là từ 4.5, đúng các em nhỉ? À, bây giờ cái phân một, các bạn muốn phân một cái dài bao nhiêu? Phân một cái phân này dài, phân một cái dài 2 mét đi, từ 4.5 mà cộng cho 2 thì cái đây nó còn là bao nhiêu? Từ 2.5. À, và đây cái này thì cũng là trừ 1.7. Cái top này cũng là 1, cái bottom cũng là 0. Đây, chúng ta được một cái phân nữa đó, các em thấy không? Thấy không nào? Dạ, dạ, dạ. Nhưng mà nếu mà chúng ta phân phân như thế này, chúng ta thấy nó chưa có đạt á. Chưa có đạt á, thì cái chỗ này các bạn có thể sửa này. Cái này nếu mà trừ 2.5 thấy lát nữa còn một khoan nữa thì nó dài quá, thì cái cano này nó không phù hợp. Cái phần này là cái phần bên phân chống chìm các em nhé. Ở đây là thầy trò mình đang làm là ví dụ thôi các em nha. Trừ 1.5 đi, các bạn nhập lại đi. Chứ nào? Ở đây là phân 1 này, đến phân 2 này. Vậy thì phân 1, là phân 1 đối với cano này nó trừ 1 rồi là hợp lý. Trừ 1 đấy. Vậy là cái phân này nó dài là 3.5 mét. Bây giờ 3.5 mét. Tiếp tục thì chúng ta cũng phải cũng vào edit compartment, chúng ta ghi nó là phân 2. Chúng ta cũng cho nó là compartment không? Bây giờ là cái thằng vách sâu của thằng này là từ 1, thằng này là 3.5. Bởi vì cái thằng này là cái thằng này là từ 2.5, xin lỗi, 2.5, 2.5 từ 1.7, 1.7, 1, 0, đó. À, các bạn thấy đây, ở đây con 2 à, nếu mà muốn con 2 nó dài lên hoặc là muốn bất kỳ thông tin nào các bạn có thể vào đây các bạn chỉnh ha. Bây giờ không các bạn không ghi 2.5. Bài đem máy cái này lên cho máy nói à. Có sai không? Mày có sai không? Nè nhà ở đâu? Ở xuống máy cho máy nói à. Lớn nó mới đây. Cái compartment à, tôi gọi nó là khoa mũi, con mũi thì nó cũng là một cái vách compartment. Con mũi thì nó chạy từ 3 cho tới 6. Ở đây cũng là từ 1.7. 1.7. Ở đây cũng là 1. Ở đây cũng là 0. Đấy là phân mũi. Đó. Vậy là cơ bản thầy đã nhập được các cái khoan như thế này. Bây giờ thầy xin nó đi. Update nó, xin nó đi. À, và từ đây là các cái pan của tàu. Các pan của tàu sau khi đã phân phan xong. À, các bạn có thể chuyển dựng cái hình này để dễ nhìn. À, các pan của tàu sau khi phân phan xong. Con lái, con 1, con 2, con mũi.
Lúc nãy thầy nhập xong rồi thầy nói về chim ở đâu này? Chim đây này em. Em đem lót. Dạ, đem lót. Cái lót trong mặt thôi. Sau khi đã phân tăng hết rồi. À, chúng ta còn két nữa cái chúng ta thiếu két nha. Bây giờ lại là đến két. Cái tàu này chúng ta tự cho nó cái két đi. Két compartment. Wow. Chúng ta gọi nó là két. Két nước thải đi. Không. Két nước thải. Két nước thải trái. À. À, em biết thải trái là bắt đầu mình tăng đúng không? Em biết thải trái. Em biết thải trái thì cái bắt lái của nó cũng là trùng 6. Nó nằm tiếp ở phía sau á. À, bắt trước của nó là trùng, bắt trước của nó cho trùng với cái bắt lái đi. Là từ 4.5 đúng nào? Rồi. Mạng trái của nó là cho từ 1.7 đi, nó trùng với mạng tàu. Còn mạng phải của nó thì bây giờ là từ tâm ra là chúng ta là từ tâm ra là mạng từ 0.5 mét, từ tâm ra là từ 0.5 mét. Rồi top của nó, cái nước thải ha, top của nó là 0.7, 0.65, nó còn thừa lại 350 để mình nuôi vào. Đây, bất tầm của nó là 0. Đây, đây. Chúng ta còn 10 phút nữa là ao, thì nó ao ra thì chúng ta gọi lại cho em nhé. Đây, thầy vừa mới đưa được cái khoang. Cái nước thải trái tương tự chúng ta vào cái kết nước thải phải. Cái thải phải thì cũng là tăng không, cũng là tăng. Cái này cũng là từ 6 ở phía bên mạng. Cái này cũng là từ 4.5 cho đến vách lái. Cái này là 1.7 trên vách mạng phải. Còn cái này của nó là 0.5 cách dọc tâm. Nó vùng này nha các em nhá. Đặt tạm nó vùng này. Đặt tạm nó vùng này thì nguyên tắc là kết dầu với kết nước là nó không cùng vách được. Không, nó phải cắt ra. Cắt ra. Cho nên kết dầu của nó phải là trừ 4 mét, trừ xin lỗi, đúng rồi, trừ 4 mét, cái dầu nó tách ra, áp cho nó, trừ 4 mét, không, đến phía trước là trừ 1.5 đi, cái dầu, từ trong cái dầu đó nó nằm bao nhiêu đây thôi, không. Nó cũng được không được giá mạng ha, nó cũng không được giá mạng. Mạng của chúng ta là 1.5 mét thì bây giờ là từ bên này là 1 mét. À, mạng anh xin lỗi, bên này là nó có cái két nào mà mang giá trị 1 đây ta? Đây, phía sau là từ 4, mà phía trước là từ 1.5 là đúng rồi. Bên mạng trái của nó là tôi định cho là từ 1 mét này. Bên mạng phải của nó là 1 mét này. Cái dò thế thì nó hơi to quá ha. Hay là từ 0.7 đi. Cho nó xuống nó đụng với vậy gấp. Từ 0.7. Cái này
2007. Cái dầu tương tự như cái nước thì không lên lên trên bom được ha, 0.05, và nó cũng bị quyền đụng đáy cho nên nó cách đáy là 0.2. cái dầu nguyên tắc nó không đụng đáy đó. Đây đây, các bạn thấy cái dầu không? Alo, bây giờ ok nó thôi. Xong đấy, cái nước ngọt đây, cái dầu đây, rồi không bao xong rồi đấy các bạn, có thấy có vấn đề gì không? Bây giờ phải lưu lại cái đi kia thôi, nó mất tiêu. Ta cũng vào analysis, start phân tích công bằng, hoặc là chúng ta vào cái lúc này tôi là bắt đầu tính. Nó có bảo một cái analysis, the analysis bên này là bảo là yêu cầu đưa vào cái dữ liệu của cái lượng chất nước và khi sử dụng cái location window này. Đúng rồi. Chúng ta để cái lượng chất nước của nó là lượng chất nước linh của nó là không tắm là không được. Để lượng chất nước linh nó là không tắm là không được. Đến lớp đây rồi mà, đến lớp đây hết rồi mà. Tính cái dung tích càng dung tích của tăng trước đi. Có lẽ nó chìm, có lẽ mình khai báo nặng quá nó chìm mất cái tàu mình rồi. Các bạn đợi để tính phân tích cái tăng ra cái đã, nó thiếu cái dữ liệu tính các cái két của mình đấy, cho nên nó không tính cân bằng được, thấy không? Dạ thầy ơi, thầy nghe đây nói đi. Sao cái em nó ở trong cái chỗ khoang nó có hiện mấy cái đường chéo 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 nữa hả? Mấy cái đường chéo chéo em lên em mở trên này nè, mở các thông tin trên này nè, thông tin trên tăng này nè, đây này, thấy không các em? Dạ dạ. Mở cái hàng thông tin này ra nhá. Dạ dạ. Mở cái hàng thông tin đó ra xong rồi các bạn chọn là đi tính cái tăng nha. Đấy, chọn tính cái tăng xong rồi start rồi thôi, start analysis thôi. Là chúng ta tính xong cái dung tích của khoang két nha. Xong cái dung tích của khoang két rồi thì mình bật cái kết quả này lên. Toàn bộ những cái mờ, những cái thông tin mà mờ đây này, mờ đây này là thông tin của khoang, nó chỉ đưa ra cái dung tích thôi, chứ vì nó không có chất lỏng cho nên nó mờ. Còn cái mà nó đậm đây là nó có chất lỏng đây này nha. Cái cột này là mét, tức là dùng ứng với chiều người ta dùng cái thước đo sâu để người ta xác định cái dung tích chất lỏng ở trong két đó các bạn, hiểu không? Đây
mình cứ thò cái tay trước và mình đo, và ví dụ như là chiều sâu 0,588 thì nó được là bao nhiêu 100% không, ví dụ vậy. Capacity là bao nhiêu mét khối, đây là thông tin bao nhiêu mét khối của nó, ứng với cái loại chất lỏng đó là nó bao nhiêu tấm, tọa độ trọng tâm là TLCG, TCG, VCG, không, ảnh hưởng của mặt khoáng, cái moment ảnh hưởng của mặt khoáng đó. Đây này, rồi nó tính luôn cái FS, FSM đó, cái moment ảnh hưởng do cái mặt khoáng khoan két gây ra đó các em. Mà bình thường ở trên tàu các bạn vẫn phải tính bằng tay đấy, thì cái moment ảnh hưởng mặt khoáng này nó cho ra hết đây. Không. Thì đây là cái bảng thông tin về về, về khoan két ở tại cái chiều chiều chuyên mặt không, góc nghiêng mặt không. Rồi chúng ta sang cái đồ thị, thì đây là cái đồ thị khoan két, không? Trong cái đồ thị khoan két này thì chúng ta muốn cái két nào chúng ta bật vào cái đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn tính cái két mũi này. Đây là cái... Của em nó không hiện được đồ thị nè. Đây 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 hả, sao không hiện đây, ví dụ như À. cái dầu của chúng ta đây, đồ thị đây này, nó nằm ở graphic như này này em. À, em bật rồi mà nó không chạy, hồi nãy em có bật cái chạy chạy đồ thị luôn mà nó không hiện được luôn này. Nó bị lỗi Nó cái có tính ra được, nó có tính ra được cái result này chưa, nó phải có cái bảng này thì cái đồ thị nó mới ra. Đúng không em? ranh chưa À, phải tính ra kết quả đi, cái đồ thị nó được vẽ ra cái kết quả tính mà. Đúng rồi đó, phải run đi, phải vào cái nút này này. Start này nó là sự tính. Được chưa các em? Tính cái gì? Tính cái này này. Thêm calculation À, hả? tính khoan két cơ mà. Nghe không? Mình đang đi tính khoan két cơ mà em, biết không nào, phải tính Dạ. rồi tính thử đi nó có ra được không. Nó chạy rồi Trong bàn tàu bây giờ mình thực hành tính trong bàn tàu, tá đây nó là gì, nó có bị lỗi cái gì đây. Lost cây window à, lost cây trong bàn tàu thì phải là qua trạng thái này à, lost cây đây là phải nhầm cái trong bàn tàu bây giờ để muốn đi tính trong bàn tàu thì các bạn phải qua cái lost cây này, các bạn khai báo nha, qua cái lost cây, qua cái lost case này đi, mở nó ra, mở nó ra được chưa, mình gọi là trạng thái một, trạng thái 100, trạng thái 100% nha, trạng thái 100%, đặt cho nó cái trạng thái 100%. Khi mình đặt cho nó trạng thái 100% thì mặc định nó nhận hết những cái thứ nãy giờ mình khai báo, các em mình vô không nè, cái gì mình đang khai báo 100% đấy, được chưa. À, bây giờ tôi đi tính trong màn tính lại trung tâm bàn tàu ở trạng thái 100%. À, vậy thì ở trạng thái 100% này thì các bạn thấy sao, tàu có bị chuối Đang like của nó rồi. đây, tính lại đây, mấy tầm chuối này, tính lên cái trạng thái 100%, trong tâm đây, Đoạn đó tiếp theo không kịp. đây là tính lại trạng thái 100% đây, bây giờ
cân mà tàu ở cái trạng thái cân cân. Mình sửa cái chữ trạng thái trăm phần trăm không? Các bạn vào cái lớp khay này nè, chứ lớp khay này này, cái cửa sổ lớp khay với ông nào bấm nêu. Bây giờ tôi vào cửa sổ lớp khay lại, tôi bấm ở trạng thái hai rồi nha. À, tôi bấm nêu này. Bây giờ tôi ghi là trạng thái 50%, 50% rồi, trạng thái 50%, ok. Cái lớp khay chỗ nào dưới này hả? À, lớp khay đây thầy, thôi em thấy cái chữ đó thầy. Đây nè em, đây nè. Đây à. À, đây là trạng thái 100% này. À, 100% của tôi là tổng trọng lượng của tôi là 2.498 tấn này. À, cái lift maximum của tôi mới có 0.22 tấn à. À, 2.498 tấn. À. Cho đến trạng thái 50% này. 50% thì đây, bây giờ các bạn điền cái số này vào, không? Cái đây nó full rồi này. Các bạn điền nó điền cái số này cũng được. Khi cái full nó là trạng thái 100% đây. Các bạn điền cái số phần trăm này này. Full phần trăm này. Trăm này. Đây là trạng thái 100% này. Đây, trạng thái 50% này. Đây. Bây giờ mình tính là trạng thái 100% đi. Tính lại trạng thái 100% này. À, đây là cái tàu của mình ở trạng thái 100%. À, bây giờ chuyển sang trạng thái 50%. Đây là cái tôi tính là trạng thái 50%. Đây là cái tàu của mình ở 50%. Nhưng mà cái phần em nói là xịt này á. Ủa thầy ơi, thầy. Tức là lúc nãy giờ thầy vẫn cứ đưa mỗi cái trọng lượng tàu không vào đây thôi, đúng không? Bây giờ thầy mới nhớ rằng là cái cano nó còn thiếu trọng lượng khách nữa chứ, vì tổng trọng lượng tàu không của mình nó mới có mấy 2.4 tấn mấy à, trong khi cái displacement đây này, các bạn mở ra hydrostatic các bạn coi. Cái displacement của mình là ở không, chiều chìm của mình là 0.6 mét, đúng nào? Tải của mình phải là 12 tấn thì mới đủ tải. Tải mình phải 12 tấn mới đủ tải, thì hiện giờ ở cái phần trong bằng tàu này á, ở 100% tải của mình là nó mới có 9.496 tấn rồi. Đúng ra là khách rồi. Các bạn còn phải đưa vào đây thêm cái gì là trọng lượng khác nữa đi, S-lot đi. Không. Hành lý đi, hay là hàng đi, hàng hóa đi, các bạn đưa vào đấy hàng hóa đi. Thì hàng hóa của bạn là trong cái này là các bạn đưa hàng hóa tới chừng các bạn cho nó 3 tấn hàng đi, không 3 tấn hàng. À, hàng hóa là 1 đi, 3 tấn đi đấy. 3 tấn à. Tải của hàng hóa nó nằm ở đâu? Hàng hóa thì nó nằm tiếp ở phía sau, cho nên trọng tâm của nó là trừ 1.8 mét đi,
không? Hàng hóa thì cũng chấp cân đối hai bên mạng, trọng tâm của hàng hóa thì bây giờ nó là 0.6 đi. Đấy. Vậy thì cái tàu của mình hiện giờ tổng tải của nó là 12.496 tấn này. Hãy kiểm tra lại với cái bên hydrostatic của mình và displacement của nó này. Displacement của mình ở 0.8 mét này. 0.8 mét là 12.02 tấn ha, 12.02 tấn thì thôi tạm thời là đủ tải đi, cứ cho tạm thời sắp xỉ ha. Sắp xỉ đủ tải là 12.46, mình vừa hết 200 mấy chục ký. Vừa hết 200 mấy chục ký thì thôi cho cái thằng khách này nó ít lại đi, cho cái thằng khách này hết 55 người thôi, ví dụ vậy. Không, cho khách này hết 55 người đi. Cho nó đủ tải. Rồi, còn lại 12.121, ok. Bây giờ tôi cân bằng với cái trạng thái 100% tải trong trường hợp này. Thế thì đẹp, cân bằng trong trường hợp này thì đẹp, thì cái tàu chúng ta không bị chúi này. Các bạn làm sao? Hết bị chúi mũi, còn vào chúi nước ít. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn khai báo cái này không hợp lý là cái tàu khi chúng ta cân bằng không đạt này, ví dụ như là bây giờ khách của chúng ta là, tôi ví dụ như khách, trong trường hợp mà khách chúng ta cho khách nó đẩy hết ra phía sau đi, trừ 2 đi, thì cái tàu của chúng ta sẽ bị chúi này, đó, chúi lái này, không? Hàng hóa chúng ta cố tình chúng ta đẩy ra phía sau là trừ 2 nữa đi, đẩy tiếp ra phía sau đi, con tích lại này, tiếp tục có chúi này, đó. À, ví dụ như vậy thì đến đây chúng ta nói rằng là cái cân bằng này là không thỏa mãn ha. Bởi vì tại sao biết được cái cân bằng này nó không thỏa mãn là chúng ta bật cái bảng này lên, chúng ta coi này, đây này, mớn nước lái này, xin lỗi, mớn nước mũi này, mớn nước lái này, không có phải không thỏa mãn không các em? À, cho nên là phải cân bằng, xử lý cái bài toán cân bằng này ở chỗ là các bạn hãy xử lý cái bảng này cho thật tốt ha, làm sao cho để ý cho cái con số này nó trùng với cái tải ở chiều chiều tương ứng trong cái tải chiều chiều tương ứng trong cái hydrostatic. Mức nước của chúng ta là 0.8, tức là tổng tải của chúng ta là 12 tấn thôi. Với tổng tải 12 tấn đó thì cái total này, cái total này cũng phải cỡ 12 tấn thôi. Như này là cũng không đủ rồi. Cái này là cỡ chừng 50 khách rồi, hay 50 khách rồi thì có thể đủ 50 khách rồi, 50 khách rồi, được 11 tấn mấy đó, sắp xỉ nhưng mà nó vẫn chuối, cho nên là cái lượng khách ở đây nên tập trung ở cái tối đa là trừ 1.7 thôi, từ 1.7 mét thôi, trọng tâm của khách tập trung ở đó thôi. Cân bằng lại và ta đập mớn nước này, đập xem mớn nước mũi lái nó như thế nào. Một cái là 0.51, một cái là 0.63 cũng không được, không? Mớn nước lái là 0.63, mớn nước mũi là 0.51, cho nên 100 mm giống như tàu nhỏ cỡ này thì không được. Cho nên khắc nên tập trung ở khoảng chừng 1.5 thì đẹp. 1.5 cho tôi dài. Ô, xin lỗi, trừ 1.5, ô, cái này thì tàu nó chìm mất, trừ 1.5, nhầm. Rồi, cân bằng đẹp rồi đấy. Rồi, cái phần cân bằng thì...